Kiểm tra thực tế tại trung tâm thương mại Vincom Plaza Sơn La, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã được nghe đơn vị báo cáo tình hình tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ sở, kiểm tra và hướng dẫn đơn vị thực hiện đầy đủ các điều kiện về bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Qua công tác kiểm tra, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy toàn tỉnh đã kịp thời phát hiện các vi phạm, thiếu sót để hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy nổ, sự cố, tai nạn. Để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở thì chúng tôi thường xuyên, thứ nhất là đào tạo và tuyên truyền về công tác phòng cháy cháy đối với lại là nhân viên cũng như là các nhân viên bán hàng tại trung tâm thương mại. Công tác thứ hai nữa là định kỳ thường xuyên bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy của cơ sở để luôn luôn là vận hành an toàn. Hiện nay toàn tỉnh có tổng số 98 chợ và trung tâm thương mại. Đây là một trong những loại hình cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy nổ. Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tham mưu cho các đơn vị liên quan xây dựng phương án và phối hợp thực tập các tình huống chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. Kết hợp tuyên truyền đến với người dân và doanh nghiệp, nhất là các hộ kinh doanh tại các chợ và trung tâm thương mại, các biện pháp bảo đảm an toàn trong sử dụng điện, nguồn nhiệt, hướng dẫn cách sử dụng, bảo trì hệ thống chữa cháy và kỹ năng thoát hiểm an toàn khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Hàng năm thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng như là cơ sở cũng đã tổ chức thực tập các cái phương án chữa cháy định kỳ và tất cả các cái tình huống trong cái phương án chữa cháy đều được thực tập và lực lượng công an cũng đã tổ chức thực tập vào ban đêm để nhằm nâng cao được cái ý thức sẵn sàng chiến đấu cũng như là tham gia chữa cháy của các cái lực lượng trong ban quản lý chợ cũng như lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở cũng như là các hộ kinh doanh trong chợ. Chúng tôi hiện nay cũng đang chỉ đạo các cái đơn vị là tập trung xây dựng cái mô hình điểm về chợ an toàn phòng cháy cháy trong thời gian tới, thì không riêng gì đối với chợ, lĩnh vực chợ mà còn hiện nay cái thời tiết vừa rồi cũng đã băng giá rồi hanh khô, cho nên chúng tôi cũng đang phối hợp với lực lượng kiểm lâm tới đây cũng sẽ tổ chức các cái đoàn kiểm tra kể cả về rừng để làm sao đó để nâng cao cái ý thức cảnh giác cho người dân. Là những địa điểm có lượng người mua sắm tương đối lớn nên ngoài sự cố gắng nỗ lực của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, thì mỗi đơn vị kinh doanh, nhất là các chủ doanh nghiệp và các chủ hộ kinh doanh buôn bán, cần đề cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định phòng cháy chữa cháy, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của mình và cho mọi người.